Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bữa nay là món gì đây? Hôm nay sẽ nấu canh chua. Vì hôm bữa cá ba sa to quá cho nên mình làm khúc đầu thôi à. Khúc giữa thì anh hai cho chị Nga rồi, còn khúc đuôi này to. Này là cá ba sa 8 kg hôm bữa à. Còn lại mình để trong tủ lạnh á. Bữa nay đem ra Thu làm món nấu Nay canh nấu canh chua. chua. Chắc nó hồi kho nữa. Như đang anh chua không hết rồi. Cá 8 kg quá trời mà. Mới làm khúc đầu còn khúc giữa đem ra vợ mình. Tôi luôn. Bây giờ còn khúc đuôi. Giờ đi cắt bạc hà đi, ra chuẩn bị nấu cơm. Cơm chưa ăn. Ồ, đây giá. Cái chua đậu bắp hướng rồi nhúc rồi muốn. Đi cắt bạc hà. Đã chuẩn bị nấu được nồi canh không? Dạo này ở dưới nhà quê mình à, mưa quá trời luôn bạn ơi, ngày nào cũng mưa hết, mưa tầm tã luôn, đất tổ nhẹp luôn. Mà tối á, mưa lớn cực kỳ luôn. Ở đây nhà mình gần Cần Thơ á, nên ngay chân cái đường bay của máy bay luôn, bay ồn ghê hồn. Mấy gà chạy mưa có mặt hà tốt ra không? Mấy mặt hà này mình làm gỏi ăn rất là ngon. Nhớ hình như là lúc trước con Thu có làm gỏi đúng không? Ủa anh nhớ mãi mãi có làm gỏi người ta. Hồi xưa ba không hay làm ăn hay là xào không á. Nhưng em không muốn ăn. Xong cắt một cọng thôi tại vì rau của mình nhiều. Muốn ăn thì ra cắt bạc hà. Mấy cây dừa này mình giúp Thu xử riết mà trái khô không nổi luôn rồi. Mới lúa ra là Thu xử liền rồi. Bây giờ trưa đó bạn, mà các bạn thấy không khí thấy vậy, u ám không? Do trời vẫn mưa quá trời. Ở miền Tây mình thì dạo này là bắt đầu vào mùa mưa rồi. Tính ra năm nay là trễ hơn năm rồi đó. Mấy năm trước là tầm tháng 2, tháng 3 là mưa rồi. Nay ba mẹ mình cũng đang cắt ổi làm sao. Mà ổi dạo này nó chết nhiều quá. Còn lại chút xíu à. Nên ba mẹ mình cắt khoảng tiếng hồ, tiếng mấy rồi xong. Đây mấy trái ổi nè. Ba mẹ mình mới cắt vô. Một vỏ gì bạn thấy vậy chứ khoảng 60 kg á. Mới cắt xong luôn á. Dạo này còn ít xíu à. Ba mình với mẹ mình dạo này cũng đang trồng ổi tiếp á. Thì ổi này được cái là mình trồng đại khái khoảng 4 tháng là mình có thu hoạch rồi. Ổi tuy rằng giá nó thấp nó bấp bênh lắm nha, nhưng mà sống được, với quê kiểu như cơm nước hay là đám tiệc được. Cái ổi nữ hoàng này các bạn có chén muối ớt nha. Từ từ ăn cực kỳ ngon, ăn mà chảy nước miếng luôn á. Bây giờ ổi nó trồng bạn coi nè, một xốp một bóng. Còn hồi đó thì ổi dễ gì được vậy, bây giờ mấy ổi này mà bạn không có bọc là thôi khỏi ăn luôn, mấy con sâu kiến mà nó đục chân. Giờ em xắt cơm nửa miếng em xào còn nửa miếng họ xắt lát để vô cho đẹp, xào khớm cho nó thơm. Cá bữa to quá trời to luôn, ăn không hết luôn á. 8 kg mà quá trời cá. Ý là hôm bữa mình làm có một khúc á. Còn cái khúc đuôi nó bự vậy đó. To lắm luôn. Hôm nay em sắp đi xào. Mấy bạn nào mà thích ăn mỡ á, cá ba sa này các bạn nấu canh chua là ăn là đúng bài luôn. Bây hôm bữa mẹ lấy ra một
một tô mỡ luôn á hai. Ừ. Có sao mà mỡ quá trời mỡ. Bụng nó cái ớt các bạn, mập lù. Quá trời. Ôi chợ mua mấy cái khay gỗ nữa. Bị mẹ la quá trời quá đất. Mẹ nó mắc thôi chứ mẹ không có la nha. Nó ở nhà gỗ tre quá trời không sao. Đẹp. Em thấy đẹp mà. Ồ. Trời đầu tư kinh khủng ghê chưa? Ghê thiệt chứ. Em đầu tư dữ lắm luôn. Một cái rổ 45.000 về mẹ ba nhằn quá trời luôn. Người ta đầu tư mà nhằn cái gì? Út Thu đi chợ mua đồ ăn là không có trả giá. Ấy dễ bị lọt hồng. Nhầm mấy người ta tốt người ta không thấy thách còn đỡ. Nhầm mấy người ta bán người ta nói thách, người ta ơ gỗ thu ta mừng nó trúng số, trúng số. Sao hôm bữa cách dễ lắm mà. Ừ, hôm bữa cái sụng nó dễ lắm mà. Hôm bữa dễ cắt nó mà cưa cưa nó ra. Cái xương á, kiểu xương sụng á. Sao này cứng vậy? Ôi trời. Trời trời trời. Trời. Đúng không? Chắc ăn chắc cái ấy hôm bữa. Bán dao hôm bữa không? Hôm bữa nhà Hiều mà cứ khứa nó đứt ra. Con gửi dao kia rồi để sống lên. Để dao kia lên. Dao kia rồi để xuống. Hôm bữa chắc em khứa ngay sụn đó. Ừ, cái này mà không khứa không ngay cái sụn đó thì sao cứng gì. Bữa nó nghĩ là chặt khúc ra là thấy khó khăn lắm mà. Ai ngờ đâu khứa nhẹ cái đứt. Khứa nhẹ cái đứt không hay luôn á. Đó. Đó, ngay sụn một sớt. Da nó dày quá. Cá khủng mà, nó da nó phải dày. Cá bà sai này là 8 kg rồi, các bạn thấy nó bự kinh khủng lắm rồi đó. Thôi nữa rồi. Trời ơi, cái bánh. Mày hả bự, mày hả bự. Rồi. Này khỏi cho tan cái đi ăn mày luôn á. Làm hai món nên Út Thu bắt lượt hai bếp luôn. Tranh thủ làm cho xong mà để ba mẹ ăn cơm. Giờ cũng giờ chưa rồi sẵn làm luôn, bởi vì nấu bếp được lượt hai bếp thì nó nhiều cái nó cũng tiện ghê. Cái củ ổi này nó cháy ghê lắm. Đó là cái đèn dầu huyền thoại đó. Đèn dầu cổ. Rồi đó thường đi soi nhái là lấy đèn dầu soi không. Cái này nhỏ xíu soi soi. Trời, rõ gì có học á, rồi đó là đèn đó không chứ đèn gì. Đó, cháy rồi đó. Thổi cái đèn luôn kìa cho tắt. Là cá kho gồm có những gì vậy thôi hả? Hành phi hả? Tỏi á, tỏi mình băm diễn đường nước mắm tí bột ngọt á, em kho khô cho nên em để ít nước. Cái này thì tùy thuộc vào cái khẩu vị của mỗi vùng các bạn. Thì ở miền Trung đồ với miền Bắc á thì thích ăn mặn nó đậm đà hơn. Còn miền Tây mình thì nói chung đa số thì thích ăn ngọt ngọt lạt lạt. Giờ bắt canh chua bên đây.
hai bếp thấy tiện lợi ghê không? Giờ thịt heo mắc quá, thịt heo mắc mình thắng dầu mỡ quá. Nhưng mà bây giờ khó ăn lắm. Nó nuôi kiểu như thức ăn nhiều quá. Thịt nó hơi hôi. Giờ bỏ tỏi vô phi. Heo giờ mới bạn mà ăn không kỹ nguy hiểm lắm ơi. Như là cái thời gian xuất chuồng nó ngắn hơn hồi xưa nhiều. Bởi vì cái gì cũng phải để cho theo tự nhiên chứ mình cứ thích kiểu đó mà. Bây giờ nhà mình mà mua heo về là phải chanh, muối. Mà nếu mà xương á, cho dù mất nước ngọt mà phải trụng chứ thì ăn thôi nó mùi tị lắm. Mỡ đó mình thắng thì nhà được mấy cái tép mỡ, phá như kho cá mình để mấy cái tép mỡ vô, trời ăn ngon cực kỳ. Khóm nó thơm với lại một phần nữa là nó khử được cái mùi tanh cá. Cá cũng sâu. Út Thu thường nó ăn là vừa ăn mà ít ít vậy đó, vừa ăn một lần thì nó ngon. Đôi khi mình nấu nhiều quá mình hâm lại mình ăn nó không ngon không. Cái đuôi còn mà còn bự quá trời luôn. Có nhiều bạn không biết á. Nhưng đôi khi nghĩ con cá hú, con cá bà sa tưởng đâu là cá cha không ha. Không, nhưng mà tới giờ em cũng không phân biệt được. Thì mặn biết nhưng cá không phân biệt được ha. Không. Khó. Em đi chợ còn bị dụ mà. Thưa. Cá hú mà em mua cá hú mà người ta mẹ nói chết rồi mày mua gì cá dồ rồi. Mà em hỏi đàng hoàng nha. Rồi bỏ vô tí muối. Với miếng đường. Hỏi đàng hoàng á cô. Cá hú cô mua cá hú á. Bà chỉ đàng hoàng vậy đó. Con cá hú với con cá giò các bạn ăn nó khác hẳn lắm. Cá hú nó ngon hơn nhiều. Muối đường một ít đường ngọt. Trong mấy loài cá có ngạnh như thí dụ như ba sa, hú, ha, cá cha thì cá hú là ăn ngon nhất. Cái đó là ba sa rồi xong mới tới cá cha. Em thích ăn cá hú. Cá hú được cái là cái thịt nó săn chắc đó. Nó tự động nó sắc cạn nước, nó khô khô nó sệt sệt lại. Cái nồi đắt quyền thoại của Thu đó. Ăn chấm rau cũng ngon. Thời sinh viên. Nồi đắt một xíu. Nồi đắt này chỉ nấu ăn gia đình 3-4 người thôi chứ gia đình à. Chứ gia đình mà khoảng 6-7 người hơi mệt à. Người ăn người nhịn á. Nồi đắt một xíu à. Bữa nay nấu đủ thứ luôn. Bạc hà, muối, giá, cà chua. Quá trời. Cái chút ít. Thêm đậu bắp nữa kìa. Canh chua đậu bắp là ăn đúng bài á. Mình khoái nhất là đậu bắp đó. Đậu bắp, cà chua. Đậu bắp đó mấy bạn thấy vậy chứ mấy bạn xào mỡ á, chấm ăn cũng rất là ngon. Ba, em trồng có mấy cây trước. Ba đâu có đủ xào đâu, ba ăn sống luôn. Thơm phức luôn. Ồ ồ các bạn coi nè, có thịt bạn chảy miếng nha. Quá hấp dẫn. Để ớt vô chơi thôi. Chưa, giá mà bà không thích ăn lắm.
Nghe tôi nói chuyện đã để ớt vô chơi thôi. Để đâu có ăn đâu. Đau đầu chứ không. Có đẹp nè. Nó là rắc tiêu lên. Vậy là cái món đó là chuẩn bị ăn được rồi đó. Thơm quá, thơm quá. Đợi nó sắc càng cạn tí. Sắc 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 sắc. Được rồi. Ừ. Mặn mặn ngọt ngọt là được rồi. Ghê trời, ghê trời. Có khô mà. Dạo này tay nghề cao có khác ha. Trời ơi, anh phải tin vô em. Tin vô khô là mệt luôn á. Cầm gầy là bữa chúng nhiều hơn là thắt. Em chỉ có làm chua thôi. Xôi rồi. Ồ, cốt sáng thì chợ mua cái gì về chiên nữa chợ? Cá hùm. Giàu quá ta. Mua có hai con á. Mới trúng số chuyện qua đúng không? Giấu á. Ngày nào cũng mua tại số hết mà. Úc hùi mua số lâu lâu mua thì trúng mà. Mình mua hoài, mình mua lần 3 bốn tờ không nào trúng. Bởi vì bỏ số luôn. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Đâu tính ra ai đưa em dò nhỉ? Tính ra mấy tháng này đâu có mua số nữa đâu. Bỏ rau vô mấy cái này là mấy cái màu trứng. Nhìn con chua hấp dẫn quá. Cá này em không sợ bấy cho nên em mới bắt ra luôn. Da nó dày nữa. Cái gỗ 45 ngàn bả xinh xắn ghê không? Hình hộp sòi gì á. Đẹp vậy đó mà chê khen. Ủa nghe cái tiếng gì ta? Dạ. Gà là mổ hả? Nóc nhà hay gì á. Đẻ nó lên tới nóc nhà luôn. Gà kiếm bay lên tới nóc nhà luôn mà. Nó đẻ gì là mổ chảnh. Chanh xuống dưới hả? Ờ đúng rồi. Em để lên đây nữa là nó đắng không? Bị nhẫn. Hay chưa, hay chưa? Cậu em nói hoài luôn. Quay phim viết cũng có kinh nghiệm chứ bộ. Giỡn hoài. Giờ mình để chanh vô cái mình mới nếm lại. Do bây giờ mình giúp Thu làm YouTube mà nên nhà mình nói chung ăn nó cũng đỡ hơn hồi đó. Hồi đó không có quay phim á. Nói chung ở dưới quê mà bạn cũng biết rồi đó, cuộc sống nó thu nhập nó không cao á nên cái bữa ăn hàng ngày rất là đạm bạc. Tại có đôi khi quay phim mình ăn mấy món ăn đạm bạc hoài á thì cũng quay tới quay lui hoài cũng kỳ kỳ tại nó trùng món á. Ăn cơm con gì đó nè. À, phải tìm món này món nọ để nấu. Mấy món đơn giản. Bữa nay nói chung mình cũng hên ở chỗ là mình đi giăng lưới đó mà. Nên mình mua cá đồ tại nguồn luôn bởi vì giá nó rẻ. Cũng đỡ được phần đó. Nhìn hấp dẫn quá. Hai thứ cá kìa. Quá hấp dẫn.
Còn mấy con gà quậy quá rồi. Đẻ mấy con vịt đẻ vậy mà nó không đẻ con chuồng, mới đẻ bên hông nè. Nó thu đi lang bang ra thấy đâu hết, ba trứng mà. Nó đẻ con chuồng chịu đẻ đâu, đi ra ngoài cái bụi cây đó, đẻ ngoài. Bởi vì mẹ mình nói, ủa sao mấy ngày nay thôi trứng vịt nó ít với ta. Ai ngờ đâu có con nó đẻ bậy ở ngoài. Lo làm này hồi hai cá khét đi. Món này hết nồi cơm nữa rồi. Cũng không dài mình không ăn canh chua ha. Ừ, cũng tính ra cũng lâu lắm rồi đó. Tự tin ghê trời. Chuẩn bị ăn thôi. Đói. Đói bụng quá rồi. Nãy để rau cho thấy nhiều ghê, giờ chín rồi nó gục lại chứ. Xịp xuống. Canh chua đầy đủ. Cái quê ăn ăn được vậy là cũng là thịnh soạn lắm rồi. Từ khi nấu ăn phu lên ký rồi phải không? Dạ. Ai cũng vậy chứ bạn ơi, thường nấu ăn là lên ký, làm chủ đề nấu ăn. Nói em mặc quá hả? Chứ gì nữa. Từ ngữ Việt Nam phong phú lắm, nói vậy là hiểu rồi. cũng được thôi chứ đâu có mập đâu. Cũng được rồi, kinh tốn quá. Xong. Bởi vì làm chủ đề nấu ăn các bạn cũng thấy đó. Bữa nay mình phải kiếm món này, mốt phải kiếm món khác. Bởi vì không mập sao được. Chỉ có một mình là ốm thôi. Anh mắc cười quá à, ở nhà ai cũng vậy mà. Đúng, không công bằng chút nào. Vậy mà ai cũng binh vực Úc Thu không. Xong. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Bảo đảm hai món này là hết nồi cơm nữa. Giờ dọn lên ăn thôi. Ăn nóng rồi, ăn sôi sục sục kìa. Thêm canh chua nữa. Đúng bài luôn. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.